Việt Nam, guitar Hawaii còn được gọi là hạ uy cầm, phiên âm từ tiếng Hán, được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1930 của thế kỷ 20. Guitar Hawaii là loại nhạc cụ được biết đến nhiều hơn tại một số thành phố lớn ở Việt Nam trong những năm 50, 60 và 70 của thế kỷ 20. Thuở ấy, tiếng đàn là một hiện tượng trong giới âm nhạc và giới thưởng ngoạn vì sự trẻ trung và lãng mạn của nó. Tiếng đàn có sức quyến rũ lạ thường, dù khi bản nhạc chấm dứt, người nghe vẫn cảm thấy dư âm còn đọng lại ở đâu đó. Thế rồi khoảng 30 năm trở lại đây, guitar Hawaii gần như bị hoàn toàn quên lãng. Nhắc đến cái tên guitar Hawaii, chỉ một số những người thuộc thế hệ đi trước hoặc hiếm hoi mới có một vài bạn trẻ say mê âm nhạc biết đến cái tên này. Không ít người đã từng yêu thích cây đàn này cảm thấy tiếc nhớ những âm thanh sâu lắng của hạ uy cầm. Và nhắc tới họ, chúng ta không thể không nhắc tới bà, một nhà giáo, một nghệ sĩ, người đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chơi, để nghiên cứu và quảng bá tiếng đàn guitar Hawaii tới với người yêu nhạc trong cả nước. Bà là Bùi Bạch Liên. Đã được biết qua về tiếng đàn Hawaii rồi, và có lẽ là chúng ta cũng không nói và giải thích nhiều nữa để cho mọi người chúng ta có thể tự mình nghe và cảm nhận về cái tiếng đàn này. Và thực sự là đối với những lớp trẻ như là Quyết Thắng thì phải nói là một điều rất là may mắn khi mà tình cờ biết được bác Bùi Bạch Liên trong một chương trình từ thiện, và bác cũng đã giới thiệu cho Quyết Thắng biết là đây là một dòng nhạc có thể nói là một tiếng đàn rất là thịnh hành từ những năm 30 của thế kỷ trước. Và cách đây ít hôm thì khi nhận lời tham gia dẫn chương trình đêm nhạc này thì cũng có lên trên mạng internet và đọc và nghe những cái ca khúc của thể hiện bằng tiếng đàn Hawaii. Và thực sự là nếu như mà với rất là nhiều cháu có thể chia sẻ với bác Liên và tất cả các bác và các cô ở đây, đó là nhiều bạn bè inbox hỏi đó là tiếng đàn Hawaii là gì, ở người ta chơi ở Hawaii xong người ta mang về Việt Nam à. Thế thì giải thích thì cũng nói rất là thật, đó là đây là một loại đàn xuất phát từ một hòn đảo rất là xinh đẹp, nổi tiếng về du lịch của nước Mỹ.
và nó cũng đã có thể nói là nó bắt nguồn từ Hawaii và nó đã mang về Việt Nam và cực kỳ là thịnh hành từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, khi mà âm nhạc Việt Nam bắt đầu phát triển. Và những tên tuổi có thể nhắc đến như là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Hoàng Giác là một trong những người thể hiện rất là thành công dòng nhạc thể loại tiếng đàn Hawaii này. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà trong một cái không gian có thể nói là hơi không được rộng cho lắm, nhưng mà chúng ta cũng có một dịp ngồi lại vào một buổi chiều thứ bảy để có thể là cùng nhau lắng nghe những tiếng đàn rất là độc đáo, khi mà chúng ta cảm nhận phải nói là cực kỳ là sâu lắng và có một cái chất gì đấy nó rất là tinh tế, nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần uyển chuyển và du dương. Và ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi chương trình đêm ca nhạc chào mừng ngày giải phóng thủ đô nhận được sự tham gia của rất nhiều những người nhạc sĩ. Và xin được giới thiệu những đại biểu đã có mặt trong đêm giao lưu ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu giáo sư Hà Đình Đức, là chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, công dân thủ đô ưu tú 2012, để chúng ta nhìn đến hoan nghênh. Xin được hân hạnh giới thiệu giáo sư nhà giáo nhân dân Lê Thanh. Hân hạnh giới thiệu giáo sư Lương Tất Đạt. Xin được mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của nhà văn, nhà giáo Cao Sơn sẽ giới thiệu đôi nét về ý nghĩa của ngày giải phóng thủ đô. Xin mời bác. 62 năm, ta lại sống với không khí của Hà Nội thủ đô giải phóng. Buổi sáng, buổi trưa đón đoàn quân từ khắp nơi trở về Nam thủ đô. Và buổi tối bắt đầu giao lưu văn nghệ giữa nhân dân Hà Nội với bộ đội trở về. Lần đầu tiên, người Hà Nội ngỡ ngàng, vui mừng với cái điệu múa sạc. Vừa nhảy, vừa sợ là sạc bỏ vào chân. Và nhạc mới bắt đầu kết lên, kết hợp với tiếng nhạc của Hà Nội cũ. Chúng tôi nhớ, khi sông Thao kết lên thì chúng tôi lên hát Hà Nội mới, âm nhạc mới. Trong đó có câu lạc bộ guitar Hawaii Hà Nội, những người con của Hà Nội cũ và mới hôm nay kỷ niệm 62 năm thì không gì hơn câu lạc bộ này được cất tiếng đàn lên nối tiếp tiếng nhạc Hà Nội xưa sẽ còn mãi mãi mai sau chỉ hết. Cháu xin được cảm ơn phần chia sẻ, có thể nói là không nhiều thông tin mà đa phần là những cảm xúc, những hồi tưởng của nhà văn, nhà giáo Cao Sơn khi mà nhớ về cái kỷ niệm của ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 của 62 năm về trước. Và đúng như là bác cũng đã nói, đó là ngày hôm nay thì chúng ta có sự giao lưu gặp gỡ của cả những lớp người Hà Nội xưa và nay, đó là những bác có đã đi qua hai cuộc chiến tranh của đất nước, cũng như là những thế hệ trẻ như bọn cháu chưa từng được biết thế nào là mưa bom lửa đạn, nhưng mà cũng rất là vui mừng và rất là muốn là tìm hiểu về lịch sử của cha anh, và trong đó đặc biệt chính là âm nhạc. Có thể nói là âm nhạc là một trong những phần không thể thiếu trong cuộc sống, và chắc hẳn là những chiến sĩ của chúng ta khi mà ngày xưa tham gia đánh trận cũng sẽ không thể có nhiều khí thế và ý chí để chiến đấu nếu như thiếu đi được âm nhạc để khích lệ tinh thần, phải không ạ? Và đối với riêng tiếng đàn Hawaii thì có lẽ là lịch sử cũng sẽ ghi nhận phần nào, bởi vì tiếng đàn Hawaii lại mang lại cho con người ta một cảm giác rất là thư thái, nhân sinh và có gì đó là gắn kết con người với nhau hơn. Vâng, và ở mỗi một thời kỳ lịch sử thì âm nhạc có những sự thay đổi. Ví dụ như bây giờ thì chúng ta sau này cũng sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Chúng ta có những âm nhạc vị nhân sinh, âm nhạc vị tinh thần chiến đấu tổ quốc. Vâng, có thể nói đại diện tiêu biểu như là bố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại sao ngày xưa thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc của Trịnh thì là ít người hát, nhưng mà bây giờ khi mà nhạc sĩ đã ra đi thì rất nhiều người, những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là Để Gió Cuốn Đi hay là những ca khúc khác về Hà Nội chẳng hạn lại được cất lên rất là nhiều ở rất nhiều sân khấu lớn. Và rất là vui mừng khi mà ngày hôm nay thì chương trình đêm nhạc Hawaii được tổ chức, và có lẽ hy vọng rằng là chỉ khoảng 1 hoặc 2 năm tới thì đêm nhạc thường niên sẽ được tổ chức ở một sân khấu rộng hơn, có thể là ở trung tâm văn hóa
dân gian hình như là ở đường 50 Nguyễn Duy Từ, Đào Duy Từ đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ có một không gian rộng để cho rất nhiều những lớp trẻ như bọn cháu bây giờ có thể được biết hơn về một tiếng đàn vang bóng một thời, mà biết đâu rằng là sau này sẽ có không phải là vang bóng một thời nữa mà sẽ trở nên phát triển từ những người đi trước, và cũng như là tiếp bước, chính là những người bọn cháu sẽ tiếp bước và giúp cho tiếng đàn Hawaii có thể được tìm lại cái hơi thở của mình. Và hy vọng rằng là qua cái buổi tối ngày hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ có một đêm nhạc thật là vui tươi, và những người trẻ như là chúng cháu và một số người bạn của cháu ở bên ngoài cũng sẽ biết hơn về một tiếng đàn giúp cho con người ta có những phút giây thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác Cao Sơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình văn nghệ trong đêm ca nhạc ngày hôm nay.
vừa được thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ guitar Hawaii Lê Văn Thường đến từ Quảng Ninh. Và mọi người có thể nhìn thấy là nghệ sĩ Thường có một cây đàn rất là đặc biệt, có hình thanh long đao. Và đây là một trong những vũ khí mà có thể nói là biểu tượng cho sự chính nghĩa và công bằng khi mà chúng ta xem các cái bộ phim phong kiến ngày xưa. Và có lẽ là trước khi đến với bài hát thứ hai thì sẽ giao lưu nhanh với nghệ sĩ Thường một chút. Đó là xin nghệ sĩ có thể chia sẻ một đôi chút về cây đàn này được không ạ? Thưa các quý vị, thật ra thì cái đàn này nó cũng là một cái ý tưởng mà cũng có từ lâu ở Úc. Tất nhiên là về diện tố của nó thì mình có thể tạo được nhiều cái giá khác nhau. Tuy nhiên trong cái vấn đề là để tạo được một cái giá cái đàn thì nó mang nhiều màu sắc của mỗi người theo một cái suy nghĩ khác nhau. Còn đối với tôi, riêng tôi thì cái đàn này nó vừa nó là một cái biểu tượng, tức là nó là một cái vũ khí. Nhưng thật ra cái vũ khí này nó có một cái nguyên lý quốc gia, thường các vị tướng lĩnh dùng để giữ gìn đất nước của cõi. Đến bây giờ thì nó không giữ gìn được bờ cõi vì nó hết thời chiến tranh rồi, nó qua thời bình thì nó lại có trách nhiệm giữ gìn được cái đàn guitar Hawaii. Và tôi cũng mong ước rằng để giữ gìn nó và cũng theo mãi, đến khi nào mình mang nó để biểu diễn những cái tác phẩm âm nhạc của Việt Nam nổi tiếng của Việt Nam. Đấy là ước mơ của riêng tôi. Và tôi xin đọc cái bài thơ này từ tôi sáng tác. Nó có hai câu đối với nhau: dần đi giữ vuông gươm trừ gian ác, mến khách ngang đao ngoài tiếng đàn. Ở đây nó nói ra là thì tôi không dần giữ vuông gươm thì người ta vuông, chứ còn tôi thì chỉ có đao thì không có vuông được, tôi chỉ ngang đao. Vâng, một hai câu thơ rất là hay và thể hiện tinh thần mến khách của nghệ sĩ guitar Hawaii Lê Văn Thường. Và đúng là bây giờ trong thời bình thì chúng ta không phải sử dụng đến gươm đao nữa, và điều đặc biệt hơn là cây đàn của nghệ sĩ có hình thanh đao thế nhưng mà lại phát ra một tiếng đàn gây mê hoặc và say đắm lòng người. Vâng, và chúng ta sẽ được tiếp tục thưởng thức tiết mục thứ hai của nghệ sĩ Lê Văn Thường, là bài hát đầu là bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, và chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai là ca khúc Đường Chúng Ta Đi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ.
ủng hộ cho tiết mục vừa rồi của nghệ sĩ guitar Hawaii Lê Văn Thường. Một lần nữa thì xin được cảm ơn phần biểu diễn mở màn cho đêm nhạc ngày hôm nay của nghệ sĩ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu biểu diễn của nghệ sĩ guitar Hawaii Linh Giang. Linh Công Giang ạ. Dạ vâng, xin mời bác. Thì nó cũng là các cây đàn guitar Hawaii bình thường thôi, nhưng mà riêng cái này thì tôi mua là hai cần để nó có hai lối dây khác nhau. Thì khi mình đánh, nếu mà đánh vào những cái thế cam khác nhau thì mình không phải lên dây để chuyển để. Còn bài tôi đánh đầu tiên là bài Hà Nội Mùa Thu của Vũ Thanh. Và công bằng hơn, bởi vì khi mà cuộc sống của con người thì nó cũng giống như là cảm xúc vậy, có vui buồn yêu ghét, cũng có những lúc phải hào hùng khí thế để sụp sôi, nhưng cũng có lúc thì chúng ta sẽ phải yếu lòng, và không ai là lúc nào cũng có thể mạnh mẽ và khỏe khoắn được, bởi vì có những nó giống như là trái hay bí, cái cảm xúc con người giống như biểu đồ hình sin vậy, có lên có xuống. Và nếu như cuộc sống của chúng ta có những dòng nhạc phong phú và đặc biệt là tiếng đàn Hawaii, nếu mà đến nhiều hơn thì chắc hẳn là sẽ đóng góp thêm cho một cho nền âm nhạc Việt Nam, một trong những tiếng đàn hay và được nhiều người biết đến. Và một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ guitar Hawaii Đinh Công Giang với hai ca khúc vừa rồi. Mời quý vị rất vinh dự cho câu lạc bộ guitar Hawaii trong chương trình giao lưu ca nhạc chào mừng ngày giải phóng thủ đô ngày hôm nay được chào đón đến câu lạc bộ ca sĩ Minh Tuyết. Chị đến từ câu lạc bộ ca khúc trữ tình của nghệ sĩ Khắc Huệ
và chị Minh Tuyết sẽ gửi đến chúng ta một trong những sáng tác đầu tay của nhạc sĩ rất nổi tiếng ở hải ngoại là nhạc sĩ Anh Bằng với ca khúc Nỗi Lòng Người Đi. Xin mời mọi người cùng nghe. Thể hiện
trong đó nỗi chất chứa tình cảm rất là da diết và nhớ nhung của những người phải đi trong những thời giai đoạn từ năm 1954. Và cháu chỉ nhớ một chút về ca khúc này thôi, bởi vì là đã từng ở trên truyền hình VTV cũng đã có ca sĩ hát bài hát này ở chương trình Giai điệu tự hào. Và chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết với ca khúc thứ hai, Nhớ về Hà Nội, sáng tác của Hoàng Hiệp. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn ông, một thời hòa bình. Nhớ
Chúng tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ guitar Hawaii, nhà giáo Bùi Bạch Liên. Và bác sẽ gửi đến chúng ta tiếng đàn thể hiện ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, sáng tác của Trương Quý Hải. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Về những góc phố, những con đường xưa của Hà Nội, cũng như là cái tiếng đàn mà đã vang bóng một thời. Và như một người nghệ sĩ Khánh Ly đã từng nói, đó là cuộc sống của chúng ta nếu như không có tình yêu, nếu như không có kỷ niệm thì chắc hẳn sẽ rất là buồn. Và ngày hôm nay thì hy vọng là sau đêm nhạc chúng ta sẽ về có một giấc ngủ thật là ngon, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần biểu diễn thứ hai của nghệ sĩ guitar Hawaii, nhà giáo Bùi Bạch Liên. Ca khúc, một trong những ca khúc mà thường được biểu diễn thời Pháp thuộc, rất là phổ biến ở các phòng trà và quán bar, với âm hưởng rất là sôi động. Ca khúc Tango Blues. Thank you.
thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần biểu diễn của nghệ sĩ guitar Hawaii Hoàng Kim. Thank you.
ta vừa đến với tiết mục Hà Nội ngày tháng cũ. Và không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào sau khi nghe bài hát này. Đối với riêng bản thân Quyết Thắng thì cảm thấy là tiếng đàn nó vẫn tiếp tục nhẹ nhàng du dương, và nó giống như là lối sống của Hà Nội ngày xưa, của người Hà Nội ngày xưa. Đó là rất là tinh tế, sâu sắc và sống chậm, và khác hẳn với nhịp sống mà chúng ta vẫn thấy ở ngoài đường bây giờ, cực kỳ là hối hả và tấp nập. Và ngày hôm nay thì sự rất là may mắn cho cá nhân cháu và cũng như là những bạn trẻ khi mà có thể được ở đây để thưởng thức một tiếng đàn rất là đặc biệt, khác hẳn với những loại nhạc thị trường có thể nói là mì ăn liền rất là nhanh, nhớ nhanh thích nhưng mà quên rất là nhanh. Và đặc biệt là trong buổi tối hôm nay thì tiếng đàn Hakita Hawaii có thể nói là sẽ theo cháu trong một khoảng thời gian rất là dài và sẽ phải tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ Hakita Hawaii Hoàng Kim với tiết mục mở màn. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết mục bài ca Chèo Thuyền, nhạc của Indonesia, biểu diễn của nghệ sĩ Hoàng Kim. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hawaii, Lê Văn Thường.